quán chúng sanh. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Bồ Tát Duy Ma Cật rằng: đối với chúng sanh, Bồ Tát quán sát và thấy như thế nào? Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát quán thấy chúng sanh như nhà huyễn thuật thấy người huyễn do ảo thuật hóa ra, lại ví như người trí thấy trăng trong nước, như bóng trong gương, như sóng nắng lúc trời nắng gắt của ngày hè, như vang của tiếng, như mây trong không, như bọt trên mặt nước, như bong bóng dưới cơn mưa, như sự bền chắc của cây chuối, như sự dừng lâu của tia chớp lưng trời, như đại thứ 8, như ấm thứ 6, như nhập thứ 13, như giới thứ 19. Bồ Tát quán chúng sanh như thế đấy. Lại nữa, Bồ Tát quán thấy chúng sanh như sắc chất trong cõi vô sắc, như mầm của thóc rang, như thân kiến của người được quả Tu Đà Hoàng, như sự nhập thai của người được quả A-la-hán, như tham sân si của Bồ Tát chứng pháp vô sanh nhẫn, như phiền não tập khí của Phật, như sự thấy màu sắc của người mù, như dấu chim trong hư không, như con của thạch nữ, như phiền não của huyễn nhân, như chim bao lúc thức. Bồ Tát quán thấy chúng sanh như thế đấy. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bồ Tát đã khởi quán chúng sanh như vậy, thế còn hạnh từ bi Bồ Tát phải thực hiện đối với chúng sanh bằng cách nào? Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát khởi quán như thế, rồi tự nghĩ rằng ta sẽ vì chúng sanh mà nói những pháp như thế, đó là hành nhân chân thật từ. Tiếp đến, Bồ Tát vận dụng hành tịch diệt trừ, biết rõ các pháp vốn không sanh, hành bất nhiệt từ, không để cho phiền não sanh khởi trong lòng, hành bình đẳng từ với quá khứ, hiện tại, vị lai, thời nào tâm cũng bình đẳng, hành vô tránh từ, không khởi ý tranh cãi thị phi, hành bất nhị từ, cắt đứt ý phân biệt ngoại cảnh nội tâm, hành bất ngoại từ, biết rõ tánh rốt ráo không của các pháp, hành kiên cố từ, tâm thâm tính chính pháp không gì lay động nổi, hành thanh tịnh từ, biết rõ tánh của Phật pháp vạn pháp vốn thanh tịnh, hành vô biên từ, tâm rỗng lặng cởi mở như hư không, hành la hán từ, đề cao cảnh giác hóa giải hết những phiền não kiết sử, hành bồ tát từ, sẵn sàng đem lại mọi an ổn hạnh phúc cho chúng sanh, hành như lai từ, thể nhập cái bưu tướng như của vạn pháp, hành Phật Đà Từ, đem hết cuộc đời mình truyền bá tư tưởng tỉnh thức giác ngộ cho chúng sanh, hành tự nhiên từ, biết rõ quả sở chứng không hề có đắc, hành Bồ Đề Từ, biết rõ tất cả giáo pháp Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát, hành vô đẳng từ, cắt đứt trọn vẹn cái ái tưởng nhiễm tâm, hành đại bi từ, dẫn dắt mọi người vào Bồ Đề Đạo, hành vô yểm từ, tâm luôn luôn trụ trong quán trí vô ngã và không, hành pháp thí từ, không giấu giếm chúng sanh về sự hiểu biết chánh pháp của mình, hành trì giới từ, sẵn sàng giúp đỡ cảm hóa những ai phạm giới, hành nhẫn nhục từ, giúp đỡ người khác như giúp đỡ cho chính ta, hành tinh tấn từ, gánh vác trọng trách giáo hóa chúng sanh, hành thiền định từ, không đam mê vị kinh an của thiền định, hành trí tuệ từ, luôn luôn biết việc, biết thời, biết tà, biết chánh, hành phương viện từ, tất cả thi vi hành động đều là việc làm của thị hiện, hành vô ẩn từ, tâm lúc nào cũng trực và luôn luôn thanh tịnh, hành tâm thâm tâm từ,
Dù hành các hạnh mà không có tập hạnh, hành vô cốn từ, không làm những gì có tánh dối gạt, phỉnh phờ. Hành an lạc từ, bằng mọi cách khiến cho mọi người thọ dụng được cái vui của Phật Đạo. Thưa Ngài Đại Trí Văn Thù, thực hiện hạnh từ của Bồ Tát là như thế đấy. Bồ Tát Văn Thù hỏi: Thưa cư sĩ, thế nào là bi tâm của Bồ Tát? Ông Duy Ma Cật đáp: Tất cả công đức của Bồ Tát đều cho chúng sanh hết. Hỷ tâm của Bồ Tát thế nào? Chúng sanh được những lợi lạc gì? Bồ Tát đều tán thán vui mừng không có hối tiếc. Xả tâm của Bồ Tát thế nào? Bồ Tát làm bao nhiêu việc phước đức, cứu độ cho chúng sanh được những gì? Không có niệm ta là kẻ thi ân và đặt hy vọng chờ Ngài đền trả. Đường sanh tử rất đáng sợ, Bồ Tát phải nương tựa nơi gì để được an ổn? Nương nơi nghị lực và công đức Như Lai. Bồ Tát muốn nương tựa, nghị lực và công đức Như Lai cần phải trụ tâm ở nơi nào? Trụ ở tâm độ thoát tất cả chúng sanh. Muốn độ thoát tất cả chúng sanh, Bồ Tát phải trừ bỏ những gì? Phải trừ bỏ tất cả những phiền não. Muốn trừ bỏ phiền não, Bồ Tát phải thực hành những gì? Phải thực hành chánh niệm. Thực hành chánh niệm phải làm sao? Muốn thực hành chánh niệm phải hành bất sanh bất diệt. Pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt? Pháp bất thiện bất sanh, pháp thiện bất diệt. Pháp thiện và bất thiện lấy gì làm gốc? Thân làm gốc. Thân lấy gì làm gốc? Dục và tham làm gốc. Dục và tham lấy gì làm gốc? Hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Tưởng điên đảo làm gốc. Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc? Vô trụ làm gốc. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ thì không có gốc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, ông Duy Ma Cật nói: Từ chỗ vô trụ mà an lập tất cả pháp. Bây giờ trong tịnh thất của Ngài Duy Ma Cật có vị thiên nữ thấy hàng nhân thiên nghe pháp. Thiên nữ bèn thiện hiện thân và dùng hoa tung rải trên các hàng Bồ Tát và đại đệ tử thanh văn cúng dường. Hoa rơi đến các Bồ Tát rớt xuống bình thường. Những hoa rơi nhằm các đại đệ tử thì dính trên người không rớt. Các đại đệ tử dùng hết sức phải phủi bỏ những hoa kia, nhưng phủi mãi mà không rớt được. Thiên nữ hỏi thầy Xá Lợi Phất: Vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại phủi hoa như thế? Thầy Xá Lợi Phất đáp: Vì hoa này không đúng pháp đối với một tu sĩ như chúng tôi. Thiên nữ nói: Đừng cho rằng hoa này không đúng pháp. Vì sao? Vì hoa không có phân biệt. Tại vì Xá Lợi Phất, Ngài có cái tướng phân biệt đấy thôi. Ở trong Phật Pháp, xuất gia mà còn có phân biệt đúng hay không đúng pháp. Nếu không phân biệt mới là đúng pháp. Xá Lợi Phất, Ngài hãy xem kìa, các Bồ Tát hoa không dính các Ngài, vì Bồ Tát đã dứt hết tướng phân biệt. Ví như người hay sợ thì quỷ mị mới có dịp quấy phá khủng bố. Các hàng đệ tử thanh văn sợ sanh tử cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp trở thành đối tượng nhiễu loạn cõi lòng. Nếu đã ly sự sợ hãi thì ngũ dục không làm gì được, chỉ là vì tập khí kiết sử của Ngài chưa hết cho nên hoa dính mắc vào thân. Khi nào tập khí hết, hoa sẽ không còn dính nữa. Thầy Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ ở tại tịnh thất này đã lâu rồi chứ? Thiên nữ đáp: Tôi ở tại tịnh thất này như sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên. Vậy có lâu chưa? Sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên há cũng có lâu sao? Thầy Xá Lợi Phất lặng thinh
không biết phải nói gì. Thiên nữ nói: Bậc kỳ cựu đại trí như ngài Xá Lợi Phất sao lại lặng thinh? Sự giải thoát vượt ngoài ngôn thuyết văn tự, cho nên tôi không biết phải nói gì. Văn tự ngôn thuyết là tướng giải thoát đấy chứ. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Văn tự cũng không ở trong, không ở ngoài, cũng không ở trung gian. Thế cho nên không rời văn tự mà nói giải thoát, thưa ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp là tướng giải thoát. Không xa lìa dâm nộ si vẫn được giải thoát nữa sao? Đúng vậy. Phật vì hàng ngày tăng lượng thượng mạng, nói phải xa lìa dâm nộ si để được giải thoát. Nếu không phải hạng tăng thượng mạng, Phật nói tánh của dâm mộ ni, si là tánh giải thoát. Thầy Xá Lợi Phất tán thán: quý hóa thai thiên nữ, cô đắc gì, cô chứng được gì mà cô có được sức biện tài như thế? Tôi không đắc gì hết, cũng không chứng gì hết, nên tôi mới có được biện tài như thế. Vì sao? Bởi vì có chứng có đắc ở trong Phật Pháp là người tăng thượng hạng, thượng mạng. Thầy Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ: ở trong ba thừa, cô cầu thừa nào? Thiên nữ đáp: khi cần pháp thanh văn giáo hóa chúng sanh, tôi cầu thanh văn thừa. Khi cần pháp nhân duyên giáo hóa chúng sanh, tôi cầu duyên giác thừa. Khi cần pháp đệ nhất nghĩa giáo hóa chúng sanh, tôi cầu Phật thừa. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ví như người vào rừng chim bạc chỉ ngửi hương chim bạc, không ngửi hương khác. Cũng vậy, nếu người vào tịnh thất này chỉ nghe hương công đức của chư Phật, không ưa nghe hương công đức của bích chư Phật, của thanh văn. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ở trong tịnh thất này, thỉnh thoảng có các bậc thượng nhân thích nghe Bồ Tát Duy Ma Cật thuyết chánh pháp. Tất cả đều vui ưa hương công đức Phật Pháp tâm rồi đi. Ngài Xá Lợi Phất này, tôi ở tịnh thất này đã lâu lắm rồi. Ngay từ ban đầu, tôi không bao giờ nghe thuyết pháp thanh văn, bích chi Phật, mà chỉ nghe pháp đại từ, đại bi của Bồ Tát và pháp bất tư nghị của Phật. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tịnh thất này thường hiện tám pháp chưa từng có và khó được. Tịnh thất này thường dùng màu hoàng kim soi sáng ngày cũng như đêm mà không cần đến ánh sáng của nhật nguyệt. Đó là pháp chưa từng có, khó được khó thứ nhất. Người vào tịnh thất này không bị sự cấu uế làm não luận thâm tâm. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ hai. Tịnh thất này thường có những bậc thượng trí, thượng căn thường đến nhóm họp. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ ba. Ở tịnh thất này thường có thuyết giảng về lục ba la mật và những pháp bất thối chuyển. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ tư. Ở tịnh thất này thường ngân vang những pháp pháp âm vi diệu. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ năm. Ở tịnh thất này có kho tàng ngũ uẩn thất đại chứa đầy các báu vật, giúp cho những ai nghèo thiếu cung cấp hoài không hết. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ sáu. Ở tịnh thất này khi Duy Ma Cật thượng nhân khởi tưởng niệm thì Phật Thích Ca Mâu Ni đến nói pháp yếu bí tàng của chư Phật. Nói xong rồi Đức Phật trở về bản xứ. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ bảy. Ở tịnh thất này tất cả những cõi trang nghiêm thanh tịnh đều có thể hiện hữu khi cần cho những ai tâm hồn trong sáng, tịch tỉnh, bất thủ, bất động. Đó là pháp chưa từng có, khó được thứ tám. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tịnh thất này thường hiện tám pháp chưa từng có, khó được như vậy. Ai đã thấy biết những việc bất tư nghì như thế
mà lại còn ưa thích những pháp phương tiện. Thầy Xá Lợi Phất hỏi: Tại sao thiên nữ không chuyển đổi nữ nhân thân? Thiên nữ nói: Từ lâu lắm rồi tôi tìm cái tướng nữ thân không có, tôi biết phải chuyển gì, ví như huyễn sư hóa làm người nữ huyễn. Nếu có người hỏi vì sao không chuyển nữ thân, câu hỏi đó có đúng lý không? Thầy Xá Lợi Phất đáp: Không đúng, đã huyễn thì không có tướng cố định, biết chuyển cái gì? Thiên nữ nói: Tất cả các pháp cũng như vậy, không có tướng cố định. Tất cả các pháp không ở đâu, không đâu chẳng ở, thì làm gì có tướng nam tướng nữ mà ngài bảo tôi phải chuyển đổi nhân thân? Thầy Xá Lợi Phất hỏi: Thiên nữ, cô chết ở cõi này rồi sẽ sanh ở đâu? Đức Hóa Phật sanh ở đâu? Tôi sanh ở đó. Sự sanh của Đức Hóa Phật không có chết và cũng không có sanh. Chúng sanh cũng vậy, không có chết, cũng không có sanh. Chừng nào cô được quả vô thượng bồ đề, thưa thiên nữ? Chừng nào Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu thì tôi mới thành vô thượng bồ đề. Tôi không bao giờ trở lại làm phàm phu thì tôi cũng không bao giờ được quả vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì bồ đề vô sở trụ, thế nên bồ đề không có cái được. Chư Phật đã được, đang được và sẽ được vô thượng bồ đề nhiều như số cát sông Hằng. Điều đó gọi là gì? Đó là dựa trên văn tự và số mục của thế gian tục đế mà có ba đời, chứ không phải quả vô thượng đề có quá khứ, hiện tại và vị lai. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài được quả A-la-hán chứ? Không có được mà được. Chư Phật và Bồ Tát cũng vậy, không có được cho nên được.